Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: Em chào chị ạ, em mong chị sẽ trả lời giúp em câu hỏi này ạ. Chuyện là em và người yêu em yêu nhau. Người yêu em là con trưởng trong họ. Hiện tại anh ấy đang ở riêng, nhưng anh ấy có bảo tương lai sẽ ở chung với cả bà nội anh ấy. Mà bà nội anh ấy thì cũng đang trẻ. Em có bảo sau xây nhà cho bà ở riêng thì anh ấy không đồng ý. Em thì lại không thích ở chung với gia đình chồng. Em sợ nhiều khi tư tưởng và suy nghĩ của các thế hệ khác nhau nên mâu thuẫn hay xích mích. Anh ấy thì rất thương em và em cũng không muốn vì lý do này mà bọn em chia tay. Em mong chị sẽ giúp em. Em nên nói và truyền đạt suy nghĩ của mình như thế nào để anh ấy thay đổi suy nghĩ ạ? Em cảm ơn chị rất nhiều. Em mong chị sẽ là người may mắn được chị trả lời ạ. Em thân mến, mong muốn của em không sai, được không nào? Và cái mong muốn của người yêu em cũng không sai, được không nhá? Đầu tiên chúng ta phải thống nhất là mong muốn của mỗi bên đều không sai. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là gì? Chúng ta có thể dung hòa được với nhau và nghĩ cho nhau về đại thể đại cục để có thể đi đến một kết quả là cùng làm cho nhau hạnh phúc. Đầu tiên là chị muốn mong em hãy hiểu cho cái vị thế của một người đàn ông, và đặc biệt là anh ấy là con trai trưởng trong dòng họ nữa, thì nhiều khi bản thân anh ấy có khi là cũng thương em, đúng không? Nhiều khi cũng không muốn phiền phức đâu. Thế nhưng mà vì sống từ nhỏ ở trong một cái môi trường mà có thể là dòng họ là như vậy rồi, lại thêm áp lực của mọi người trong dòng họ nữa, thì nhiều khi anh ấy cũng có cái áp lực và còn có cái sĩ diện nữa. Và bây giờ mình nghe lời vợ hoặc nghe lời người yêu mà không sống cùng nữa thì anh ấy cũng mất mặt, đúng không nào? Mà anh cũng có cảm giác là bất hiếu với gia đình nữa. Cho nên chị muốn em hiểu một điều là cái mong muốn của anh ấy không sai, đúng không? Nhưng cái mong muốn của em thì cũng hoàn toàn là chính xác trong cái thời buổi hiện đại bây giờ mà các cô gái bước vào hôn nhân, đúng không? Chúng ta không còn là thời đại ngày xưa nữa và chúng ta phải có một cách sống văn minh hơn. Ví dụ như là em là một cô gái, ví dụ từ nhỏ sống trong một gia đình nhau người đi, mà em cũng thích sự đầm ấm của gia đình đông người vui vẻ cơ. Ừ thì hai bọn em lại khớp nhau và mọi thứ nó trở nên rất là tuyệt vời, đúng không? Thế nhưng bây giờ em lại là một cô gái rất là hiện đại, và em sợ là đấy, như em nói, sợ những xích mích không đáng có, rồi cãi nhau, rồi mâu thuẫn gia đình, rồi không hạnh phúc. Chứ không phải là vì em ghét bà, em không muốn sống chung với bà, hay em ghét bố mẹ chồng mà không muốn sống chung với mẹ chồng, đúng không? Cho nên cái việc của em bây giờ là phải chia sẻ những mong muốn của em, những cái quan điểm của em, để cho người đàn ông của em hiểu một điều là không phải vì em ghét gia đình, không phải vì em ghét bố mẹ, mà vì em muốn mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn, đúng không nào? Đầu tiên em muốn nói với anh rằng em yêu thương bà của anh và em yêu thương ba mẹ của anh, bởi vì có những người như họ mới có anh của ngày hôm nay để có thể là người yêu của em và sau này là chồng của em. Em rất cảm kích và yêu thương, và em luôn luôn quán triệt một cái tư tưởng là chúng ta nên hiếu thuận với cha mẹ và ông bà của cả hai bên, đúng không nào? Đầu tiên em muốn thống nhất với anh điều đấy. Thế nhưng nếu như sống chung với nhau mà có những cái mâu thuẫn, đúng không? Có những cái mà nó khiến chúng ta rất là khó chịu, ngày qua ngày lại ngày nào cũng nhìn nhau rồi gọi là không vừa mắt nhau cái này cái kia, thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đấy. Đặc biệt là với em, một cô gái mà có cái lối sống khá là hiện đại thì đôi khi nó sẽ không được vừa mắt ba mẹ cho lắm. Nhưng mà không vừa mắt ba mẹ cho lắm không có nghĩa là em không yêu ba mẹ hay không yêu bà. Đó, và để giải quyết cái vấn đề này thì em nghĩ rằng là nếu mà chúng ta ở riêng thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải là ở riêng thì là em không thương bà hay không thương bố mẹ nhá. Ở riêng thì thứ nhất là chúng ta có không gian riêng của mình này, đúng không? Chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn và chúng ta có thể xây đắp một cái tổ ấm, một cái gia đình nhỏ của mình, đúng không? Thế người ta mới nói rằng lập gia đình cho anh ấy là lập cái gia đình nhỏ cho chúng ta để chúng ta có thể vận hành nó theo đúng cái cách của mình. Và sau này sinh con ra, em cũng muốn là chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất trong việc dạy con ra sao. Mình ở gần bố mẹ, mặc dù mình không ở chung nhưng mình ở gần thì thỉnh thoảng mình về nhà bố mẹ, đúng không? Con cháu, vợ chồng sum vầy bên nhau và cảm giác là tình cảm thắm thiết và khăng khít hơn. Đấy là tất cả cái suy nghĩ của em nhá. Em không có ép buộc anh, em cũng không có ép anh, nhưng đấy thực sự là những suy nghĩ của em. Mà nếu bây giờ bắt em phải chịu một cái rủi ro là sống chung với bố mẹ và sống chung với bà, xong rồi có những cái mâu thuẫn thế hệ với nhau, mặc dù không phải là ai xấu ai tệ mà chỉ là mâu thuẫn thế hệ, xong rồi dẫn đến phật ý với nhau, thì những cái tổn thương đấy nó sẽ kéo đến suốt cuộc đời và mối quan hệ đấy không thể hàn gắn lại được, thì điều đó rất là đáng tiếc. Thì đấy là những cái suy nghĩ của em. Thì em rất mong chia sẻ với anh để anh cân nhắc về những điều này. Còn tình yêu của em thì nó dành cho anh không thay đổi, và em hoàn toàn hiểu được cái vị trí khó xử của anh, nhưng em tin là anh là một người đàn ông hiện đại và bản lĩnh đủ để có thể vận hành cái gia đình nhỏ của anh mà vẫn có thể chu toàn trong việc hiếu thuận với bố mẹ và bà. Đó,
Thì đấy là những suy nghĩ của em. Đấy thì em nói như vậy thôi để anh ấy sẽ nghĩ như thế nào. Em nói như vậy là đặc biệt em rất là hiểu chuyện rồi đấy. Em thấu tình đạt lý. Em nói cái lý của cha mẹ, em thấu hiểu cái tâm lý của anh ấy. Và vì hạnh phúc của cả hai đứa, vì hạnh phúc của cả bố mẹ nữa, nên mình làm như thế. Còn nếu em đã thấu tình đạt lý như vậy, hiểu chuyện như vậy mà anh vẫn cố chấp là à, thôi anh nhất định phải ở với bố mẹ, anh không thể vì em mà rời xa bố mẹ được, thì chị nghĩ rằng là cái người đàn ông này không nên lấy, đúng không nào? Nói như vậy em sẽ nghĩ là em sốc quá, tự dưng là như vậy mà không lấy nhau à? Thế nhưng em phải hiểu này, một cái việc nhỏ này mà bọn em không thể đàm phán với nhau, không thể gọi là tự quyết định cho cái gia đình của bọn em được, thì bọn em sẽ chẳng làm gì được hết sau này, đúng không? Ông bà bố mẹ mọi thứ chi phối hết, bọn em làm gì có cuộc sống của chính mình nữa, đúng không nào? Đó, cho nên là hôn nhân nó không đơn giản đâu. Yêu là một chuyện, hôn nhân lại là một chuyện đấy. Để vận hành được cuộc hôn nhân ấy, nó cần nhiều thứ hơn khi bọn em yêu nhau rất là nhiều. Và một trong những cái thứ cần thiết đó đấy là cái sự thấu hiểu lẫn nhau này, rồi là nghĩ cho nhau, và rồi có những cái quyết định đúng đắn, được không nào? Chị hoàn toàn hiểu và thấu hiểu cho những cái nỗi khó của người yêu em. Nhưng cái việc mà ép em để sống cùng với họ thì chị nghĩ rằng em không nên đồng ý điều đó. Vì một khi em đã không thích mà cứ ép em vào đấy, rồi em bực mình, rồi em khó chịu, rồi sẽ phật ý người này người kia, rồi tổn hại đến mối quan hệ đấy. Rồi bây giờ có khi người yêu em, rồi thấy em làm tổn hại mối quan hệ đấy, rồi người ta càng ngày người ta càng ghét em. Xong rồi ở trong căn nhà đấy em bị cô lập, người ta về phe nhau hết, còn em ở một phe, em sẽ cảm thấy rất là khổ. Lúc đấy thì em mới biết rằng yêu một người đàn ông bản lĩnh có thể tự quyết định được cuộc sống của mình thì mình có thể yêu anh ấy thôi và lấy anh ấy thôi là đủ. Nhưng yêu một người đàn ông mà không thể tự quyết định được cuộc sống của mình mà cứ phải nghe người này người kia, rồi là phải sống theo một cái lối sống nó cổ hủ mà không thể hiện đại lên được ấy, thì lúc đấy gia đình của anh ta lại rất là quan trọng nhá. Yêu anh ta, lấy anh ta, còn phải lấy cả gia đình anh ta nữa. Thế thì đấy là một quyết định khá lớn trong cuộc đời đó chứ, đúng không? Nó đáng để em phải cân nhắc đấy. Cho nên là chị nghĩ rằng nếu anh cứ kiên quyết thì chị nghĩ rằng em không nên kết hôn. Nhưng em cũng không cần phải khăng khăng để mà nói rằng anh không ra riêng thì em không kết hôn, mà em chỉ nói rằng em không tự tin để bước vào một quan hệ đấy. Bởi vì là em không muốn làm tổn hại một quan hệ. Bởi vì khi mà em ở cùng với ông bà bố mẹ thì chắc chắn là dù em có tốt đến cỡ nào vẫn sẽ có những mâu thuẫn, mà những cái mâu thuẫn đấy nó sẽ khiến cho tổn hại mối quan hệ này, và em không muốn bước vào một cuộc mối quan hệ như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là em cố chấp bản thân mình, mà em chỉ nghĩ rằng em không muốn làm tổn thương cái mối quan hệ mà đáng lẽ ra nó có thể tốt đẹp nếu chúng ta không sống cùng họ và thỉnh thoảng gặp nhau thôi thì sẽ rất là vui vẻ và hạnh phúc. Đấy, em nói như vậy thôi, nó thể hiện em rất văn minh và hiểu chuyện, chứ không phải là mình là một cô gái gọi là khăng khăng muốn có thứ mình muốn mà không hiểu cho người khác nhá. Đấy, em nói theo như thế đi để mọi thứ nó sẽ theo ý mình nhá. Và ngoài ra thì chị muốn em tham gia thêm một cái khóa học nữa, và các bạn nên tham gia một khóa học nữa có tên là khiến người ấy làm theo mọi mong muốn của bạn, sẽ khiến cho các bạn có được những cái chiến thuật khác nhau trong việc khiến cho người đối phương tự nguyện làm theo ý của các bạn mà các bạn không phải chật vật khó và khổ nhá. Sau khi em nói xong tất cả những quan điểm của mình thì em cứ im lặng thôi, và để chính anh ấy sẽ phải là người nói chuyện với em. Đương nhiên em không gây áp lực gì cả, nhưng mà nếu anh thỏa mãn em thì có thể chúng ta sẽ tiến tới và kết hôn. Còn nếu không thì em cứ nhắm vào một cái câu nói với chị là em không đủ tự tin để bước vào một mối quan hệ như thế. Thế thôi, đúng không? Không cần phải gây khó khăn gì hay là mâu thuẫn gì cả. Đó, và đừng quên là tham gia khóa học khiến người ấy làm theo mọi mong muốn của bạn bằng cách lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học này. Đăng ký ngay và luôn, sở hữu sớm để hạnh phúc sớm nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.